Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu, ngày Good Friday đối với Đạo Công giáo, tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, và cùng với Giáo hội Hoàn Vũ, nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ La Vang cũng tổ chức cuộc tưởng niệm khổ nạn của Chúa Giêsu. Và để tìm hiểu về tuần thánh cũng như là tam nhật thánh, chúng tôi đã được linh mục chánh xứ của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang cho biết về việc này. Trong ngày hôm nay rất quan trọng đối với Giáo hội Công giáo, bởi vì ngày tưởng niệm cuộc khổ nạn Đức Kitô, ngày chết trên thập giá cách đây hơn 2.000 năm. Và hôm nay Giáo xứ Đức Mẹ La Vang lại được hân hạnh để diễn lại cái tuồng thương khó mà chính Chúa Kitô đã đi qua. Và đây có một số các anh chị em trong đoàn giới trẻ và linh minh tâm của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang, họ đã tập duyệt cả mấy tháng nay và hôm nay họ sẽ diễn cho tất cả chúng ta. Trong cái vai trò này, chúng ta thấy có tất cả những quân dữ, có Chúa Giêsu, có Đức Mẹ, có Thánh Gioan và tất cả những người giáo dân thời xưa, họ cũng đi theo cái đoạn đường Chúa đã đi qua đây, để cho chúng ta thấy rằng vì cái tình yêu mà Chúa chết trên thập giá đó mang lại cho tất cả nhân loại chúng ta ơn cứu độ. Đây là một cái điều rất là tuyệt vời đối với người Công giáo, bởi vì không có đau khổ thì không có vinh quang, mà vinh quang đây là chính Đức Kitô đã qua máu đào của Ngài đã đổ ra chúng ta, để chúng ta thấy rằng những sự đau khổ trần gian này không thể sánh được vinh quang mà tất cả chúng ta sẽ lãnh hội đời sau. Đó là lý do mà ngày hôm nay tất cả tuồng thương khó ở nơi Đức Mẹ La Vang này, để cho chúng ta thấy cái sự đau đớn của Chúa, để chúng ta cũng biết rằng đau đớn của con người chúng ta không thể nào thấm được với đau đớn của Thiên Chúa là làm người. Bởi chính Ngài là Thiên Chúa mà Ngài đã mặc lấy con người để cứu độ chúng ta và cho chúng ta được sự sống mới, và đó là ý nghĩa ngày hôm nay. Và lời chia sẻ của những người thực hiện hoạt cảnh đoạn đường thương khó Chúa Giêsu. Thưa anh Nam, tụi tôi chuẩn bị cái này cũng trong vòng khoảng 2 tháng và chuẩn bị cũng rất là công phu, mua đồ, đi mua đồ và các thứ cho anh em tập dượt thì cũng mất khoảng 2 tháng. Những cái đồ mà mặc áo như áo da này rồi những cái đồ mà giống lính La Mã thì các anh kiếm ở đâu? Chúng tôi order trên trên mạng. Trên đất chứ. Cả những cái nón. Đều trên order trên mạng hết. Thế mà làm những hoạt cảnh này thì các anh dựa theo câu chuyện như thế nào? Thì theo thông lệ hàng năm thì cha giáo xứ Nguyễn Văn Luân có giao ủy thác cho anh em chúng tôi để tổ chức được cái cuộc diễn nguyện của Chúa hàng năm thứ sáu tuần thánh, để chúng tôi mục đích là để cái là nói về cái cuộc đời của Chúa sau cái Chúa khổ nạn và Chúa chịu chết và đóng đanh trên thập giá, và chúng tôi cố gắng và là hoạt theo cái cảnh như vậy để cho nó có một cái nghi thức và theo thông lệ hàng năm mà chúng tôi phải làm. Và cảm nghĩ của hai giáo dân Thúy An trong vai Đức Mẹ và Thiện Trần trong vai Chúa Giêsu khi tham gia hoạt cảnh. Trước khi mà em nhận vai này thì năm nay là năm thứ ba em nhận, em đóng trong cái vai Đức Mẹ ở nhà thờ La Vang, thì nói chung là mới đầu cũng hồi hộp lắm, không biết là mình sẽ đóng như thế nào, nhưng mà em vẫn cầu nguyện với Đức Mẹ là luôn đồng hành với tụi em để tụi em diễn xuất một cái thật là phải nói là mình có cái tâm, có cái hồn ở trong đó. Em thì em không biết, em chỉ biết nhận cái vai này tại vì ở đó giờ không biết cái Chúa Giêsu vác thập giá như thế nào, cho nên hôm nay là giống như là Chúa chọn, cho nên cái vác để cho biết cảm giác của Chúa vác thập giá như thế nào. Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu đã được hội đồng giáo xứ bắt đầu. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Xin chào tất cả quý bà và chị em. Tất cả chúng ta tụ họp nhau đây chiều nay để chúng ta đi lại đường thương khó mà Đức Kitô đã đi đây cách hơn 2.000 năm. Và chúng ta cùng với tất cả các anh chị em trong đoàn diễn nguyện của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang để chúng ta suy niệm tình thương của Đức Kitô chết trên thập giá. Kính thưa quý khán thính giả, buổi tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu sau đó đã được bắt đầu với 14 trạng đàng thánh giá và treo trên thập giá, và sau đó được an táng trong mộ đá, và buổi lễ đã kết thúc với nghi thức suy tôn thánh giá được cử hành trong nhà thờ. Và bài thương khó nói về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu chịu chết trên cây thập tự là đến phần thuyết giảng của linh mục chánh xứ Nguyễn Văn Luân. Hôm nay là giáo hội hiển thê của Chúa Giêsu, chúng ta nhìn lên thánh giá nơi treo Chúa Giêsu bị phu quân của mình chân tay đánh đâm bị đòn đánh nhiều thử. Từ cả sườn người bị đâm thủng, máu ngài chảy ra và làm cho giáo hội nhớ đến ngày khai sinh của giáo hội. Và từ đây, như lời của Thánh Ambrosio, lúc Adam đang ngủ, khi
Thiên Chúa lấy sườn để tạo nên một người phụ nữ, và từ đó Chúa Jesus chết nằm trên thánh giá. Giáo hội được sinh ra từ một trái tim đơn thuần của Chúa Jesus Kitô, và giáo hội tưởng nhớ tình yêu khôn tả của Ngài. Câu chuyện tình yêu vào ngày thứ ba, 15 tháng 3 năm 2016, tại miền đường Thánh Marta, Đức Giáo hoàng Francisco nói với chúng ta: nếu muốn biết câu chuyện tình và Thiên Chúa dành cho nhân loại chúng ta ngắm nhìn thánh giá, nơi ấy thuộc về Thiên Chúa, hoàn toàn trút bỏ vinh quang, sẵn sàng bị vây bẩn bởi tội lỗi con người để cứu con người khỏi chết. Đúng như vậy, quý bà và anh em thân mến, Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô ngần, yêu thương chúng ta như là các bà thứ nhất không còn hình dạng nữa, Ngài đã bị người ta đạp chậm như là một kẻ bệnh hoạn, bị che mặt, bị khinh rẻ, bị cáo ra, bị đâm chết. Thực sự như vậy, Chúa Jesus Kitô đã cho chúng ta một hình ảnh để chúng ta chiêm ngưỡng tình yêu của Ngài. Nói cách khác, tất cả kinh thánh và tất cả tình yêu trên địa cầu này cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa là tình yêu, và chính Thánh Gioan, Thiên Chúa là tình yêu bởi vì Ngài yêu chúng ta, và vì chúng ta, Ngài đã đến trần gian qua con của Ngài để chết cho chúng ta, để chúng ta được sống. Vậy hôm nay chúng ta đã đi làm thánh giá ngoài kia, chúng ta đã nhìn lên thập tự để chúng ta thấy rằng từ nơi thập tự đó chúng ta mang được ơn cứu độ, chúng ta được tha thứ và chúng ta được vinh quang. Vì qua thập giá này không phải đối với chúng ta là một cái cuộc đau khổ, nhưng người Công giáo Kitô hữu là người mang thập giá Kitô. Không có người Công giáo nào nói rằng tôi không mang thánh giá, không có một đời nào mà nói rằng tôi không có khổ đau. Vậy thì hôm nay sẽ nhìn lên thánh giá để chúng ta cảm tạ Chúa. Chúa đã chết cho ta, thì ta về chết cho nhau, chết cho cái tôi của mình, chết cho cái lời nói không ngay thẳng, không đứng đắn, chết cho những cái sự yêu thương từ trong trái tim của ta, chết cho cái mà chúng ta không tha thứ cho nhau, vợ chồng, con cái, ông bà. Ngày nay hận thù vẫn còn nằm trong trái tim của ta, ta hãy dâng cho thánh giá, dâng cho tình yêu thật tự mà chính Đức Kitô đã vác vì chúng ta. Chúng ta cũng vác cho nhau, vợ vác cho chồng, con cái vác cho cha mẹ, tuổi già là những thánh giá. Chúng ta yêu thương cha mẹ ta, yêu thương anh em ta, là chúng ta đang đi con đường Đức Kitô. Mong rằng thánh giá ngày hôm nay anh xem tiếp tục vác thì chúng ta được vào thiên đàng, nơi đó bảo tiền dành cho mỗi người chúng ta, và nơi đó ta gặp Thiên Chúa là Cha, là Con và Thánh Thần. Amen. Phật suy tôn thánh giá. Nơi treo đấng cứu độ trần gian.
Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, sau ngày thứ sáu tuần thánh tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu trên cây thập tự, hôm nay chúng tôi đã có mặt tại nhà thờ Saint Columban thuộc thành phố Garango, miền Nam California để gửi tới quý vị phóng sự đại lễ vọng phục sinh, nói về việc Chúa Giêsu từ cõi chết đã sống lại sau khi chịu khổ hình. Và đứng kế bên cạnh chúng tôi là những thành viên ở trong hội đồng giáo xứ Saint Columban. Trong ngày lễ thường thường là hội đồng mục vụ họp với các cha xứ để bàn ra cái chương trình trong một thánh lễ, như là thánh lễ này là thánh lễ phục sinh rất là trọng đại, cho nên phải chuẩn bị trước một tháng coi như là họp để bàn về. Còn cái chương trình mà ấy mộ thì có cái anh Hùng là anh thiết kế ra cái mộ Chúa, rồi anh em cũng xây dựng từ chúng trong một tháng làm bên trong, rồi tuần vừa rồi mới đưa ra ngoài đó, là vào tuần thánh rồi đưa ra ngoài đây dựng. Tức khi mà kỷ niệm cái mùa thương khó của Chúa thì chúng ở nhà thờ cũng có hai ngày tĩnh tâm, tiếp theo là anh ấy cũng có hai ngày tĩnh tâm, thì chúng ta cùng lắng động lại để mình suy nghĩ lại cái lúc mà là Chúa đã chịu nạn, thì tâm hồn mọi người sẽ được thanh thản, chúng ta để sẽ đến nhà thờ để mà mình nhớ lại những cái ngày xưa mà khi Chúa đã chịu nạn ở trên cây thánh giá. Sau đó, thánh lễ vọng phục sinh tại nhà thờ Saint Columban đã được bắt đầu với phần thứ nhất, nghi thức thắp nến phục sinh, gồm có việc thánh hóa lửa, rước nến phục sinh, và phần chính là công bố tin mừng phục sinh. Do Đức Giám mục Nguyễn Thái Thành chủ tế và các linh mục cùng đồng tế. Lời Chúa, Chúa đã sai các bọn đi dạy anh tư biên quan trực trở của Chúa và lòng tín hữu. Xin thánh hóa ngọn lửa mới này, và trong suốt thời gian mừng lễ vừa qua, xin cho niềm khao khát nước trời cũng bừng lên thiêu đốt lòng chúng con và thanh tẩy muôn vàn tội lỗi, để mai sau chúng con xứng đáng vào thiên quốc tham dự lễ ánh sáng muôn đời. Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, là Alpha và Omega, nghĩa là khởi nguyên và tận cùng, người làm chủ thời gian và muôn thế hệ, vạn tuế Đức Kitô đơn linh hiển quyền năng, vạn tuế, Amen. Sau các bài đọc từ Cựu Ước và các phần Kinh Vinh Danh Thiên Chúa, là tới các bài đọc Trích Sách Sáng Thế, Sách Xuất Hành, Sách Tiên Tri, là đến phần đọc lời Chúa theo Thánh Luca. Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ mang theo thuốc thơm đã dọn sẵn. Thấy hòn đá đã lăn ra khỏi mộ, nhưng bước vào các bà không thấy xác Chúa Giêsu. Đang khi các bà còn ngơ ngác không hiểu việc đó, thì có hai người đứng gần các bà, y phục sáng chói. Các bà kinh hãi, cắm mặt xuống đất, thì hai người lên tiếng bảo rằng: tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết? Người không còn ở đây, người đã sống lại. Các bà hãy nhớ lại lời người đã nói với các bà thế nào khi người còn ở xứ Galilea. Người đã nói: con người phải bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi, bị đóng đinh vào thập giá, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Và các bà nhớ lại những lời người đã nói, bỏ mộ đi về. Các bà tường thuật lại tất cả sự việc cho 11 tông đồ và các người khác. Tiếp theo là phần giảng thuyết của Đức Giám mục Nguyễn Thái Thành. Chúng ta vừa chứng kiến nghi thức vọng phục sinh và phục vụ lời Chúa, những bài kinh thánh cho chúng ta thấy chương trình cứu độ của Chúa trải dài từ lúc sáng tạo đến câu chuyện xuất hành của dân Do Thái ra khỏi Ai Cập, rồi qua bao nhiêu thăng trầm của dân Chúa đến cuộc xuất hành vĩ đại của Chúa Giêsu trên cây thánh giá và phục sinh tại Phật. Và như quý vị đã chứng kiến là vị chủ tế vẽ hình thánh giá trên cây nến
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, Alpha và Omega, rồi viết con số 2019. Vừa viết vừa đọc, Đức Kitô làm chủ thời gian cho đến muôn đời. Những hàng chữ đơn sơ nhưng rất sâu sắc quý ông bà và anh chị em. Cây nến phục sinh là hình ảnh của Chúa Kitô phục sinh, và ánh sáng phục sinh đã xua tan tăm tối trong nhà thờ. Ánh sáng phục sinh đi đến đâu thì tăm tối được xua đuổi. Nhìn vào lịch sử của các môn đệ, họ sống trong tăm tối của đau khổ, của sự sợ hãi vì mất thầy, thất vọng đi về Emmaus, trở về công việc cũ. Ước mơ 3 năm theo thầy Chí Thánh đã tan thành mây khói vì thầy đâu còn nữa. Nhưng khi tin mừng phục sinh được tuyên bố thì họ không còn đau khổ nữa mà vui mừng, họ không còn sợ hãi nữa mà can đảm, họ không còn thất vọng nhưng tràn đầy hy vọng, hăng say rao giảng tin mừng phục sinh. Thưa quý ông bà và anh chị em, cuộc sống của mỗi người chúng ta, quý vị và tôi cũng thế, cũng tăm tối, đặc biệt trong cuộc sống gia đình ngày hôm nay. Ly dị, ly hôn đã lan tràn trong cuộc sống gia đình Việt Nam. Các gia đình Công giáo cũng đã bị tan vỡ vì những vấn nạn đó. Rồi gần đây, Tù tối cao Pháp Việt đã cho phép hôn nhân đồng tính. Các vụ lạm dụng tình dục của linh mục vẫn dâng một màn tăm tối khủng khiếp trong cuộc sống của giáo hội và của người Công giáo Do Thái. Nạn khủng bố đã làm thế giới điên loạn, đặc biệt là những biến cố xảy ra trong các trường học, mà ngày hôm nay đây là ngày kỷ niệm 20 năm của vụ Columbine High School đã bắt 13 người chết và 24 người bị thương. Một sự tối tăm. Đối với cuộc sống cá nhân của mỗi người chúng ta, thì nếu chúng ta suy niệm, chúng ta chắc cũng có những nhiều tâm tối. Tâm tối làm cho chúng ta mù quáng, không thấy được sự hiện diện của Thiên Chúa, không nhìn thấy được vinh quang của Thiên Chúa. Tâm tối của sự ích kỷ làm cho chúng ta mù quáng, không nhận ra được nhu cầu của người khác. Tâm tối của sự kỳ thị chủng tộc làm cho chúng ta mù quáng, không nhận ra được sự thật. Tâm tối của sự kiêu ngạo làm cho chúng ta mù quáng, không nhận ra được những khuyết điểm tội lỗi của chúng ta. Tâm tối của ham mê vật chất tiền bạc làm cho chúng ta mù quáng, không nhận ra được những nhu cầu giá trị thiêng liêng. Tâm tối của danh dự, tâm tối của quyền hành, tâm tối của nghiền ngẫm, ham mê ăn uống, say sưa cờ bạc, xì kè ma túy. Ánh sáng phục sinh xua tan tâm tối của nhân loại. Ngọn nến phục sinh là một ngọn nến mong manh, chỉ một cơn gió thoảng cũng có thể dập tắt ngọn nến. Tin mừng phục sinh cũng rất mong manh, bị đe dọa thường xuyên. Các môn đệ công bố tin mừng phục sinh cũng đã bị đe dọa. Chúng ta học phúc âm biết được 12 môn đệ đã bị bắt bớ, vô tù ra khám và cuối cùng đổ máu đào để minh chứng cho tin mừng phục sinh, ngoại trừ Thánh Gioan. Cuộc sống đức tin của chúng ta đang bị đe dọa, thử thách. Sự tục hóa của xã hội đưa chúng ta xa lìa Thiên Chúa và làm đảo lộn cuộc sống tâm linh, lũng đoạn đời sống gia đình. Chúng ta sống trong một xã hội coi chuyện ly dị, phá thai là một chuyện bình thường, không có gì tội lỗi cả. Xã hội chúng ta đang sống đã làm cho chúng ta mù quáng, không phân biệt trắng đen, không phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, không phân biệt đâu là thật, đâu là giả, không phân biệt đâu là thiện, đâu là ác. Tôi thấy người ta làm thì tôi cũng làm. Cuộc sống đức tin của chúng ta rất mong manh, và vì mong manh chúng ta cần phải tìm cách để bảo vệ, và chúng ta phải tìm cách để nuôi dưỡng niềm tin, để tìm xác tín và thầy sống lại, mạnh đủ để đương đầu với những đe dọa cuộc đời. Kính thưa quý khán thính giả,
thánh lễ vọng phục sinh tại nhà thờ San Columban thuộc thành phố Gran Grove, miền Nam California. Sau đó với phần làm phép nước và rải nước thánh trên mọi người, và thánh lễ đã được tiếp tục với phần phục vụ thánh thể và kết thúc với phép lành và lời chúc mừng phục sinh của Đức Giám mục chủ tế. Phát đại nam tường trình từ nhà thờ San Columban, thành phố Gran Grove, miền Nam California. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.